Vâng ạ, đồ gỗ Khảm Trai, Khảm Ốc trang trọng chúng em xin kính chào quý khách. Bữa trước em có quay chiếc bàn cờ tướng và chưa có quân. Hiện nay em xin quay cả bộ bàn cờ và quân cờ tướng cho nó đầy đủ ạ. Hôm nay là ngày 25 tháng 3 năm 2023, tức ngày mùng 4 tháng 2 nhuận năm Quý Mão. Chúng em xin giới thiệu thêm về bộ bàn cờ tướng gỗ gụ Khảm Trai Ốc kiểu dáng sập chân quỳ, khảm tứ quý tùng cúc trúc mai bằng chất liệu gỗ gụ, có trọng lượng là 18 kg, rất chi là nặng. Bệ là sập dày, bệ chân quỳ dày 3 phân, chân 9 phân, và thành quân tranh dày 3 phân và ván dày 1,8 cm. Ván cũng chỉ rất chi là dày. Ván này chúng em thừa những cái cắt ở những cái chiếc đầu sập gụ to lớn để chúng em đóng vào cái bàn cờ tướng nhỏ như này. Đó, đây là một bộ bàn cờ tướng được khảm tứ quý tùng cúc trúc mai, rất chi là đẹp và sắc nét. Chúng em đóng cẩn thận từ gỗ, lựa chọn gỗ lục lạc, không dập ruột, không dính rác, toàn gỗ thịt hết. Bên trong lòng bàn cờ chúng em vẫn để nguyên màu gỗ mộc gỗ, chúng em không vẽ ni đen như này để quý khách có thể phân biệt, và gỗ nó lành lặn và không dính rác một tí nào. Kiểu dáng đóng chúng em đóng kiểu mộng cài mộng sập này, rất chi là chắc chắn. Cổ bệ rất chi là khít. Cổ bệ chúng em đóng rất chi là cẩn thận. Hai bên hông chúng em đóng hai ngăn kéo để ăn quân và để uống trà, có thể để các cái chén trà vào đây cũng rất chi là ý nghĩa. Và sự tứ bề xung quanh bệ khảm tùng cúc trúc mai xuân hạ thu đông. Đó, tùng cúc trúc mai xuân hạ thu đông. Trên mặt bàn cờ chúng em bày một bộ bàn cờ tướng, bộ quân cờ tướng bằng gỗ chắc ta. Gỗ chắc ta rất chi là quý. Gỗ chắc ta đen, được đục viền triện chữ công, có kích thước là 4,5 cm, dày 1,7 cm. Đục triện chữ công hai mặt, triện chìm. Chúng em, vì sao chúng em nói nhắc là triện chìm? Vì nhiều những cái nơi khác bán những cái quân cờ bằng triện nổi, chữ nổi này, và sơn nổi lên, nhìn thì trông gì là rất chi là đẹp mắt đấy, nhưng mà chơi được vài bữa là nó bong cái sơn này đi, là không nhìn thấy gì nữa, là mờ, rất xấu, nó phí bộ cờ. Còn bộ cờ chúng em khắc chìm này, chúng em sơn chìm xuống, thì chúng em khi chúng em đặt gõ lên quân này cũng không có ảnh hưởng gì đến sơn cả, nó có độ bền và độ sắc nét nó lâu dài. Và chúng em sơn màu rất chi là tương phản với gỗ và màu rất chi là đẹp. Bên trắng em sơn trắng và một bên chúng em không sơn đỏ, chúng em sơn vàng. Sơn vàng nó có màu nó sáng hơn. Tại vì em cũng hỏi rất nhiều thị hiếu, rất nhiều các cụ chơi cờ màu đỏ, nếu mà chơi ở ngoài mặt trời, ngoài mặt ánh sáng mặt trời to rõ thì may ra mới nhìn nó mới rõ. Còn chơi trong nhà thì cái màu vàng này rất chi là nổi trên nền gỗ đen. Đó, cho nên em cũng hỏi rất nhiều những các cụ mà cao tuổi chơi thì mắt thường là cũng kém hơn với thanh niên. Xung quanh mặt bàn cờ chúng em khảm các cái bộ cỗ đồ mà được tỉa tách rất chi là kỹ và sắc nét. Cuốn thư này, cỗ đồ cuốn thư này, đồ cây đàn tỳ bà này, cỗ đồ bầu rượu này, góc thì hoa lá tây này. Đây là cỗ đồ bàn cờ này, các đồng tiền ở giữa chúng em cũng sản hoa là tây thời lý, rất chi là đẹp. Đây là một bộ bàn cờ tướng hoàn chỉnh, bàn bằng gỗ gụ, có trọng lượng 18 kg, và quân thì bằng gỗ chắc, có kích thước 4,5 và dày 1,7 cm, được đục viền triện chữ công hai mặt.
Đó, đây là chuyện viền này chúng em gọi là viền viền chuyện chữ công xung quanh viền để nó tôn nó nổi lên cái quân cờ rất chi là đẹp. Đấy, bằng gỗ chắc, chắc đen, chắc giả rất chi là đẹp, đẹp. Cái ô cờ này của chúng em là thôi chưa. Đang quay. Cái ô cờ này của em nó là bằng cái có kích thước là 5,5 cm, quân cờ là 4,5, nên là cái bàn cờ này có thể chơi thích hợp với quân 4,10, 4,3 và 4,5 cm này là đẹp. Còn nếu mà chơi với quân 4,5 thì nó hơi bị kích quân ạ, nó hơi bị kích ô thì trông nó không thoáng, cờ nó không đẹp. Cô bác anh chị nào yêu thích bàn cờ tướng thì bấm ủng hộ, bấm kênh, theo dõi kênh Đồ Gỗ Khảm Trai Ốc Trang Trọng em để ủng hộ kênh chúng em ạ. Vâng, em xin cảm ơn và kính chào và hẹn gặp lại.